Con xin chào cô và tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Bảo Khánh. Con học lớp 6B, trường Trung học cơ sở An Tảo, thành phố Hưng Yên. Sau đây là bài thuyết trình của con. À, con vừa nói vừa giới thiệu các chức năng của dự án nào. Chức năng đầu tiên là khởi động, khi ấn vào mình theo vào và mình theo vào game. Mình sẽ ấn vào cái nick cho để mình cho thuyền vũ trụ bay. Mình sẽ di chuyển những từ tiếng Anh đúng để được điểm. Nếu như mình chọn sai thì mình sẽ bị chết và game sẽ kết thúc rồi. À. Ồ, không biết là con đã cài được âm thanh cho cả cái vụ va chạm hay là vụ kết thúc không nhỉ? Vì ở bên cô là khi cô không nghe thấy âm thanh. Em chưa cài. À, chưa cài à, rồi. Nhưng mà cô thấy là bài của bạn khá là hay đấy. Bài của bạn Khánh khá là hay. Có bạn nào phát hiện ra cái điểm hay của bài của bạn Khánh không nhỉ? Đấy. Các bạn thử nhận xét bài của Văn Khánh xem nào. Bạn nào Bảo Minh thấy bài của bạn như thế nào? Còn là cô là bạn thuyết trình. Thuyết trình khá là tự tin này. Những nội Ừ. dung cơ bản mà đã đạt Ừ. được. Đúng rồi. Ờ. Chỉ thế thôi á cô. Ừ. Nhận xét bạn. Rồi. À, thì bạn nào các bạn lớp mình á là hầu như bạn nào thuyết trình cũng rất tự tin và đầy đủ hết đúng không nhỉ? Đấy. À, về phần dự án thì cô thấy là bài của bạn có một cái hay như thế này, khi mà chạm đến đúng á, chạm tròn đủ lựa chọn đúng á thì sẽ quay về vị trí ban đầu và câu hỏi là tiếp tục được đổi đúng không? Đấy, thì cô thấy cái chức năng là các cái câu các hiển thị câu hỏi, hiển thị câu trả lời là mỗi lần là xong là nó sẽ thay đổi một 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 câu hỏi, một câu trả lời khác. Đấy. Thì không biết là con đã lập trình cho cái chức năng này ở chỗ nào nhỉ? Và lập trình như thế nào? Con có thể giới thiệu cho cô và các bạn biết được không? Ở chỗ cái phần là khi mà tàu vũ trụ chạm vào hành tinh rồi đúng không? Đấy, nếu mà chạm chạm sai á thì chắc chắn là sẽ đưa ra game over đó. Nhưng mà nếu như chạm đúng thì là nó lại tăng điểm rồi nó lại quay trở về. Đấy, nó lại quay trở về vị trí ban đầu. Ừ. Thì không biết là con đã lập trình cho cái này như thế nào. Đây các bạn thấy đầu tiên là chữ press nhá. Đó là đúng này. Đó. Rồi nó quay về nó sẽ thay đổi, thay đổi câu hỏi khác. Đấy. Đó, con chạm vào sai thì nó sẽ là game over. Đấy thì không biết là con đã lập trình cho cái việc mà nó thay đổi câu hỏi khác như thế nào đấy. Con lập trình như thế nào, con có thể nói lên đấy, phát biểu lên những gì con đang làm đấy.
Nếu năng chạm vào trong vũ trụ thì một trong hai đáp án đúng sẽ cộng một điểm và lặp lại 10 lần độ sáng của hành tinh trước khi biến mất. Và ẩn câu hỏi trả lời để cho công đình kế tiếp. Còn nếu sai thì nó sẽ sáng lên và mình sẽ bị chết và màn game sẽ kết thúc. Rồi, thế cái phần lập trình để lấy cho câu hỏi câu trả lời một, câu trả lời hai là con lập trình ở chỗ nào để cho nó hiển thị lên này? Con đã làm ở đâu? Con chỉ cần đưa đến chỗ cái nhân vật mà con lập trình là được không? Con đã lập trình cho nó ở chỗ phần nào? Phần hiển thị câu hỏi một, câu hỏi hai ấy, đấy. Phần hiển thị ở chỗ này này. Thì con đã lập trình ở chỗ nào để nó hiển thị được như vậy? Con đã lập trình ở chỗ cái thanh nào để lại à đấy phải không? À, rồi. Rồi đấy xong là con sẽ xóa đi cái cũ và hiện ra cái mới phải không? Vâng. À, rồi cô thấy là cái phần chức năng này á, thì bạn Khánh đã làm rất là tốt và hay đó. Đấy là một trong những cái chức năng khó mà bạn đặc biệt là làm như thế này, vì đã ở phần cơ bản của mình á là cô không phải dạy cái phần mà chuyển cả câu hỏi này khi mà chẳng đúng quay trở về đó. Thì ở đây là thuộc về một cái phần nâng cao mà bạn Khánh đã làm được thì cô cũng đánh giá là rất là tốt, được chưa? Đấy. Và phần bài của bạn Khánh á thì cô thấy là chạy chỉ có một lỗ, chỉ có một phần thiếu, đấy là bạn Khánh trước ai được âm thanh khi va chạm và âm thanh khi kết thúc trò chơi đó. Nếu mà con cài được thêm nữa thì dự án của con là vô cùng là hay đấy. Và sau cái bài này á, thì cô hy vọng con sẽ gửi những cái bài này nhá. Con phải chia sẻ link để cô cập nhật lên trên nhóm lớp cho các bạn xem được không nhỉ? Con có thể vào tập tin rồi lưu về máy tính rồi là gửi cái file đó cho lên lên nhóm lớp, các bạn có thể tham khảo bài của con được không nhỉ? À, Đấy. vâng ạ. Rồi, ok, hôm nay là bạn Bảo Cảnh đã làm rất là tốt này. À, có cái là bạn đã làm lập trình được nhưng em cái phần mà chia sẻ cái phần làm thì có vẻ là bạn Cảnh đang hơi rụt rè chút đúng không nhỉ? Đấy, bạn chỉ mở lên cho các bạn xem phần cố thôi đó. Còn rồi ok, rất là tốt, bạn Cảnh học rất là tiến bộ nhé, có tiến bộ rất là nhiều trong cái dự án này. Đó, có học có tìm tòi thêm học thêm. Rồi ok, vậy là phần thuyết trình của Văn Khánh đã hoàn thành. Cô xin mời một